Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 20 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, bên cạnh số chấm camera, tỷ lệ màn hình so với mặt trước thì các hãng smartphone cũng đang đua xem là hãng nào có công nghệ sạc pin nhanh nhất. Oppo và Huawei đã nổi bật hơn tất cả trong năm vừa rồi khi trình làng công nghệ sạc siêu nhanh. Và mới đây thì Xiaomi cũng đã hé lộ công nghệ sạc nhanh 100W của họ dù mới chỉ trong giai đoạn phát triển. Dẫu vậy thì tất cả các hãng trên sẽ đều phải thua người anh em đồng hương của họ chính là Vivo. Qua Vipo thì Vivo đã khoe công nghệ sạc nhanh Super Flash Charge 120W mà họ đang phát triển. Công nghệ mới này hơn một chút so với sạc nhanh 100W của Xiaomi, nhưng gấp 3 lần so với sạc 40W của Huawei trên Mate 20 Pro và P30 Pro, và nhanh gấp đôi so với 50W trên Super Vox của Oppo. Với sạc nhanh 120W này thì Vivo tuyên bố họ có thể sạc đầy viên pin dung lượng là 4.000 mAh chỉ trong vòng 13 phút. Như vậy là smartphone Vivo có thể sạc đầy trong khi các mẫu smartphone sạc nhanh nhất trên thế giới hiện nay thì cũng chỉ sạc được 50%. Cũng như là Xiaomi thì Vivo vẫn chưa ấn định ngày ra mắt smartphone được trang bị tính năng sạc siêu nhanh này. Các bạn mến, Oppo sẽ là hãng nhanh nhất trong việc đưa ra smartphone có camera selfie ẩn dưới màn hình, dự kiến là sẽ ra mắt vào ngày 26 tháng 6 tới đây. Loại bỏ được các phần khuét trên màn hình chính là mục tiêu của các hãng smartphone để tối ưu hiển thị. Một số hãng sử dụng module trượt và tích hợp camera để che giấu, nhưng nó lại làm thiết bị không thể chống nước, vì vậy làm camera ẩn ngay dưới lớp kính đang là hướng đi được tính tới. Và Oppo có thể là hãng nhanh chân nhất với xu hướng này khi chính thức xác nhận sẽ có sản phẩm mới vào ngày 26 tháng 6 tới đây tại sự kiện MWC Thượng Hải 2019. Chúng ta vẫn chưa biết công nghệ của Oppo hoạt động như thế nào. Chính phó chủ tịch Yuan Sheng của Oppo cũng thừa nhận chất lượng quang học của camera ẩn dưới màn hình chưa hoàn thiện ở giai đoạn này và sẽ cần nhiều thời gian để nghiên cứu. Bên cạnh Oppo thì cũng có một sản xuất khác đến từ Trung Quốc cũng đang nghiên cứu và phát triển công nghệ này, đó chính là Xiaomi. Cách đây không lâu thì cũng đã giới thiệu đoạn video cho thấy là camera selfie dưới màn hình hoạt động như thế nào, nhưng có vẻ là chưa sẵn sàng tung ra sản phẩm mới. Hôm nay một smartphone mới của Xiaomi có số model là M1904F3BC đã được chứng nhận bởi Tenna tại Trung Quốc. Theo đồn đoán thì smartphone này sẽ ra mắt với tên gọi là Mi 9 CC9E và là thiết bị đầu tiên của Xiaomi hợp tác cùng với Meitu. Năm ngoái thì Xiaomi và Meitu cũng đã công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược, nhưng thực chất là Meitu sẽ bán lại mảng phát triển smartphone cho Xiaomi. Xiaomi M1904F3BC sẽ sử dụng màn hình giọt nước ở phía trước, hệ thống cộng 3 camera sau và các ống kính được xếp theo chiều dọc. Cảm biến vân tay không nhìn thấy được cả mặt trước lẫn mặt sau, thế nên nhiều khả năng là nó sẽ được tích hợp bên dưới màn hình. Về cấu hình thì một tin đồn gần đây nhất cho biết là Xiaomi Mi 9 CC9E sẽ được trang bị màn hình IPS LCD kích thước là 6,39 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Bên trong, sức mạnh xử lý của máy được cung cấp bởi con chip Snapdragon 710 hoặc 712 đi kèm dung lượng RAM là 6GB, và người dùng sẽ có 64GB bộ nhớ trong để lưu trữ dữ liệu. Chưa hết thì điện thoại này còn gây ấn tượng với hệ thống 3 camera phía sau, được phân giải lần lượt là 48, 13 và 8 megapixel để chụp góc siêu rộng cũng như là zoom quang học, với máy ảnh selfie 32 chấm và pin dung lượng 4.000 mAh. Và giá bán của sản phẩm này sẽ rơi vào khoảng 231 đô, tức là khoảng 5,4 triệu đồng. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay cần đóng góp nào thì hãy để thật nhiều phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.